À, mình là Nguyễn Quốc Bảo, đến từ quận Phú Nhuận. À, cái xe này thì mình mua cũng được khoảng tầm 6 tháng, là từ tháng 6 năm 2018 đến giờ. À, thì nói về dòng Honda đó, thì trước giờ được cái là cái cục máy nó rất là lành. Thì nó cũng từ xưa tới giờ là hãng Honda vậy rồi. Thì được thêm một điểm nữa là hiện tại Phát Tín nhập về với cái giá thành rất là rẻ so với lại trước đây tư nhân nhập. Nên là mình rất là ưng ý với cái giá nên mình đã quyết định mình mua cái xe này. À, thì riêng về cái xe này thì được cái là nó rất là dễ sử dụng, máy móc ổn định, thì cái tư thế ngồi cũng tương đối là thoải mái, mình đi đường xa thì mình cảm thấy nó thuận tiện, nó không có mỏi lắm, rất là dễ dàng sử dụng. À, thì riêng về cái xe của mình thì mình có lên cái bô cho nó bô độ đó, với lại một số chi tiết như là đèn, với lại khung chống đổ, rồi một hai cái phụ kiện linh tinh thôi, cũng không nhiều. Còn về máy móc thì cơ bản là zin. Hôm nay cái buổi sinh hoạt hôm nay thì Phát Tín tổ chức á, mình cảm thấy rất là ok, tạo một cái sân chơi cho anh em trong nhóm mình có thể một cái nơi mà tập trung có thể chơi được, những cái buổi sinh hoạt rất là vui lành mạnh, anh em có một cái chỗ tập trung để gắn kết với nhau. Thì hiện tại thì Phát Tín mình đã tham gia được 2-3 chương trình sinh hoạt như thế này rồi, thì mình thấy cũng tương đối là ok. Thì chủ yếu là tùy theo cái chương trình và cái thời gian là của Phát Tín là sắp xếp như thế nào để anh em có thể tham gia đầy đủ hơn, thì càng đông thì càng vui thôi. Tên anh là Lê Minh Quang, anh sinh sống ở quận 12. Anh đã mua chiếc CB650F này từ hồi tháng 8 năm 2018. Thì trong quá trình mà anh mua, anh sử dụng và anh có đã sử dụng đi tour 2 lần. Thì chiếc xe nó hoạt động rất là êm ái và anh rất thích cái dòng này. Anh rất thích từ coi như dòng Honda là cái niềm đam mê của anh. Động cơ của mấy xe hoạt động rất là êm ái. Trong quá trình anh đi tour thì anh đã biết được thêm nữa là có cái hệ thống phanh ABS hoạt động khá tốt. Với ghi đông xe và cái tư thế ngồi khá là ổn định, vẫn điều khiển xe với cái tinh thần rất là thoải mái. Thì qua chuyến đi này thì anh rất là thích bổ sung và nâng cao cái kiến thức chạy xe qua qua cái gọi là anh em chia sẻ, nâng cao được cái khả năng điều khiển xe của mình hơn. Nói chung thì mình mới xài này lần đầu tiên, đi xe này lần đầu tiên luôn. Nói chung thì hồi đầu mình thấy cái xe mô tô mình cũng thích lắm, nhưng mà mình mua mình cũng sợ lắm, mình sợ mình chạy không được, nhưng mà leo lên chạy mình thấy cũng không có ngại gì, thấy cũng dễ dàng, không có khó khăn gì. Anh em rất là vui vẻ, hòa đồng, cũng chia sẻ những vấn đề kinh nghiệm đường đi rồi. Mong muốn thì cũng cũng nói với mấy anh em, cũng mong muốn là bên Honda tạo điều kiện cho mấy anh em đi chuyến xa xa chứ không nữa cho nó vui. Bữa mua là tháng 8 á, nói chung là chạy cũng được 2.000 mấy cây số thì cũng là rất là ok. Mấy xe khác thì lúc trước là đi xe cũng hơi khó nhỏ hơn này chút, thì cái này thì lên là chạy nó bốc dữ lắm, chạy đã lắm. Đã sướng không? Quá sướng. Bữa mình cũng đi cũng mấy trăm cây rồi, mấy những cái tour dài cũng đi được tour khoảng 500 cây. Nói chung là nó cũng ngồi, nó cũng cái thế nó ngồi cũng rất ok, nên hơn mấy cái dòng kia nó cái dòng này thì nó ngồi rất là thoải mái. Cái đó là vấn đề cá nhân mỗi người sẽ thích nó, có người thì người ta thích lên bô, có người ta thích là bô zin, thì cái đó mình không nói được. Nhưng mà ví dụ mình lên bô này thì nó chạy nghe nó có cái âm thanh nó đã chút. Hôm nay thì rất là vui, cũng cảm ơn là bên Honda tổ chức cho mình cái chương trình này đi chơi, cũng anh em đồ chạy đồ cũng nói chung là rất là ok đó.
Nếu mà muốn thêm chắc nghĩ phải đi một đêm hai ngày mới được. Mới đủ đã. Chứ giờ mình đi cũng đi xa xa chút xíu nữa đó, thì nó mới trải nghiệm, rồi xe nó mới có những cái cung đường đó để mình đi nó sướng sướng nữa.